Xin kính chào quý khán giả của đài IBC trong chương trình bình luận ngôi nhân dụng của tuần này. Thu Hà xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành và thật hạnh phúc. Xin chào bác. Dạ, cảm ơn cô Thu Hà. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thì trong suốt mấy thời gian qua, chúng ta cũng nói nhiều về những cái tình trạng mà ảnh hưởng tới giữa Nga, giữa Liên Xô và những cái trận chiến tại Ukraine. Thì thưa bác, những cái tin tức gần đây, đạo quân Wagner đã dọa sẽ tiến đến Moscow và quyết định rồi sau đó rút đi như vậy, thì tại sao là như vậy thưa bác? Một cái đạo quân được gọi là lính đánh thuê, đúng rồi, mang tên là Wagner đã tiến về phía thủ đô Nga, Moscow. Họ đã đi được còn cách có Moscow độ 200 cây số. Dạ vâng. Đe dọa cái thủ đô Nga. Thì đến phút chót ông Putin, dạ, đã lên tiếng nói rằng sẽ tiêu diệt những cái kẻ phản bội chống lại nước Nga. Nhưng mà sau đó thì chính phủ Nga lại tuyên bố là sẽ tha thứ và ân xá cho cái những người ở trong cái đạo quân Wagner đó, dạ, nếu họ không có tiến về thủ đô nữa, họ rút lui. Thì thế là cái đạo quân đó đã ngưng và nó rút lui, dạ. Và đặc biệt là cái người cầm đầu đạo quân đó là ông Prigozhin, là một cái người xưa nay vẫn được coi là tay chân của ông Putin, dạ. Thì được báo tin là được ân xá, không có cái tội. Và ông ta nghe nói theo tin tức của chính phủ Nga thì ông ta đã bay sang bên cái nước láng giềng của Nga là nước Belarus. Belarus là một cái nước nhỏ, trước kia cũng thuộc Liên bang Xô Viết, nhưng mà bây giờ thì gọi là độc lập, nhưng mà hoàn toàn lệ thuộc vào Nga, yeah. Bởi vì cái ông tổng thống nước đó đó là luôn luôn phải nhờ cậy vào ông Putin. Thành ra cái chuyện là ở trong nước Nga họ có nuôi một cái đạo quân chuyên môn đi đánh thuê, đạo quân đó tiến về thủ đô đe dọa cả thủ đô, và cuối cùng thì ông tổng thống một lúc đầu là kêu là sẽ trừng phạt nặng nề, thì sau đó bảo ân xá. Và cái người cầm đầu đạo quân đó vốn là một tay chân của ông tổng thống, bây giờ lại chạy sang Belarus. Nếu cái chuyện đó có thật mình không biết hay không, đấy là cái câu chuyện mới xảy ra trong cái tuần cuối tuần vừa qua. Dạ vâng, thưa bác, Thu Hà cũng có đọc về cái tin tức này. Thì thưa bác, trong cái coi như cái mối quan hệ giữa ông Prigozhin với lại ông Putin, thì bác cái mối quan hệ đó như thế nào? Dạ, cái câu chuyện này đúng là hai nhân vật chính á, là Putin với lại Prigozhin. Dạ. Thì ông Putin thì là tổng thống Nga, dạ. Nhưng mà trước kia đó thì ông ấy xuất thân từ cái thành phố Saint Petersburg, là cái kinh đô cũ của nước Nga và thành phố lớn thứ nhì và rất là cổ kính. Thì ông Prigozhin cũng là xuất thân từ nước Nga nhưng mà kém tuổi ông Putin, nhưng mà hai người quen biết nhau từ cái lúc mà cùng ở thành phố Saint Petersburg đó. Và ông Prigozhin thì cái thành tích của ông ấy là đã bị 9 năm tù vì những cái tội ăn trộm ăn cắp, nhưng mà rồi ông ấy cũng lanh lắm. Lúc ra khỏi tù rồi đó thì ông ấy đi bán hot dog, bán xúc xích, rồi thì là ông ấy đi mở tiệm ăn. Và một trong những người khách đến ăn thường xuyên là ông Putin. Oh, wow. Thì ông làm quen với ông Putin và hai người rất gần gũi nhau là bởi vì ông Prigozhin chắc là đoán được cái tương lai ông Putin sẽ khá lắm, cho nên là o bế ông Putin hết sức cái lúc mà ông Putin còn ở Leningrad. Và đến lúc mà ông Putin về làm thủ tướng nước Nga ở Moscow thì ông Prigozhin cũng mở tiệm ăn ở Moscow. Và lúc mà ông Putin đến tiệm ăn, bởi vì ông ấy làm tiệm ăn ngon lắm, thì ông Prigozhin lại o bế rót rượu, nghĩa là chiều đãi. Như là ông Tổng thống Bush già đó,
cũng có đến ăn ở cái tiệm đó, được ông Prigozhin tiếp đãi nữa. Thà cuối cùng thì ông ấy làm sao mà ông ấy được thầu cung cấp thức ăn cho tất cả cái điện Kremlin, tức là cái coi như là cái tòa bạch ốc của nước Nga vậy. Thế là ông càng ngày càng giàu lên, ông thành một tỷ phú. Và không biết là ông Putin đã nhờ ông ấy hay không, nhưng mà ông ấy lập ra một đạo quân riêng, gọi là quân lính đánh thuê. Được ông Putin nhờ đi đánh ở các nước khác, ở Libya, ở Syria, ở Mali. Thì ông Prigozhin nhận được cái mối thầu đó thì ông lại càng giàu hơn lên. Và ông ấy làm sao mà cái đạo quân của ông đánh rất giỏi, ông Putin tin tưởng. Cho nên cái năm 2022 mà lúc ông Putin đã đánh Ukraine rồi đó, mà quân Nga đánh không lại được quân Ukraine, thì Putin gọi Prigozhin đem một số quân của ông Putin, của ông Prigozhin, là cái đạo quân Wagner đó, mang về Ukraine đánh quân Ukraine. Và cái trận Bakhmut mà quân Nga chiếm lại được của quân Ukraine đó, là cái chiến thắng đầu tiên của quân Nga sau 10 tháng đánh nhau ở Ukraine. Và hoàn toàn là do cái đạo quân Wagner. Và ông Prigozhin nói thẳng là nếu không có tụi tôi đó, quân Nga không có cách nào thắng được một trận nào hết. Và trong cái trận đó thì cái đạo quân Wagner đã chết đến 20.000 người. Thành ra là cái mối quan hệ của ông Putin với lại ông Prigozhin là hai bên đều cần đến nhau cả. Dạ vâng, nhưng mà có một cái hơi thắc mắc là tại sao mà trong mấy ngày qua khi mà đạo quân Wagner và ông Prigozhin tiến về Nga, có nghĩa là chống đối lại Bộ Quốc phòng Nga, thì cái đó là tại sao như vậy bác? Trước hết đó, là cái ông Prigozhin này đó, ông ấy tin rằng ông ấy là người được Putin yêu, tôn trọng, tin tưởng. Thì ông ấy luôn miệng ông ấy chê bai cái bộ trưởng quốc phòng của Nga là ông Shoigu với lại ông tổng tham mưu trưởng liên quân của Nga Gerasimov. Thì ông ấy nói rằng hai cái người đó không biết đánh nhau, không biết đánh trận, đáng nhẽ phải vứt đi. Thì cái có lẽ cái ông Prigozhin này ông ấy nghĩ rằng đáng nhẽ để ông ấy lên làm bộ trưởng quốc phòng thì đúng hơn, có lẽ cái tham vọng của ông là như vậy. Cho nên ông luôn miệng ông đả kích hai cái người cầm đầu quân đội Nga. Đặc biệt là ông nói rằng nếu không có ông ấy thì không cách nào quân Nga chiếm được cái thành phố Bakhmut nổi tiếng nữa. Bởi vì quân Nga không thể nào đánh được quân Ukraine. Thế nhưng mà thực sự ra cái đạo quân Wagner mà thắng được ở Bakhmut là vì nhờ quân Nga nó đã dàn chung quanh, nó làm cho cái quân đội Ukraine đó không thể dồn hết về Bakhmut được, phải chống đỡ với quân Nga, cho nên là cuối cùng quân Ukraine phải rút khỏi Bakhmut. Và thực sự ra đó cũng là kế hoạch của quân Ukraine, là họ chỉ tạo cái chỗ đó làm cái nơi kéo quân Nga tới để đánh nhau cho chết, còn chính họ thiệt hại rất ít. Và khi mà họ rút khỏi Bakhmut thì họ cũng không mất cái gì cả, bởi vì những cái căn cứ quan trọng vẫn còn nguyên. Thì cái ông Prigozhin là ông luôn miệng chê hai cái ông bộ trưởng quốc phòng với lại tham mưu trưởng quân đội Nga. Và cái mối thù hằn đó đó nó lộ rõ đến cái mức mà trước cái ngày mà ông ấy kéo quân về Nga đó, là ông ấy tố cáo là quân đội Nga đã bỏ bom trên cái đạo quân Wagner của ông ấy. Ông ấy tố cáo là Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Liên quân Nga đã bỏ bom quân của ông ấy. Và khi ông ấy chiếm được Bakhmut rồi, ông ấy rút quân ra, rồi bây giờ ông ấy tiến về nước Nga. Thì trên cái đường tiến quân như vậy đó, là quân Wagner của ông Prigozhin đã bắn hạ 5 chiếc trực thăng của quân đội Nga. Và bắn hạ luôn một chiếc máy bay
của không quân Nga làm chết mười mấy người. Thành ra là ông ấy coi như là ông ấy khiêu chiến với lại quân đội Nga. Nhưng mà luôn miệng ông ấy nói là ông ấy vẫn tôn trọng ông Putin, không đụng gì đến ông Putin cả, chỉ muốn thay thế hai cái người cầm đầu Bộ Quốc phòng và quân đội mà thôi. Dạ vâng. Thì Thu Hà cũng thấy cái như trong lịch sử của nhiều quốc gia mà từ xưa đến nay thì có lẽ là cùng một phe nhưng mà họ có những sự cạnh tranh về quyền hành. Dạ. Và muốn chứng tỏ mình tài năng hơn, cho nên cái gì giống như là thanh toán nội bộ phải nói không bác? Dạ. Thì cái đó là cái chuyện cạnh tranh giữa những đàn em tay chân của ông Putin. Dạ đúng rồi. À, mà ông Putin thì có cái ý đó là cho ở bên dưới chúng nó cạnh tranh với nhau, ở trên mình nắm hết. Đấy là cái tính toán của ông Putin. Dạ vâng, dạ vâng. Thì bây giờ chúng ta cũng vừa hết phần 1. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.